Cho nên á, dài coi như là 1-2 tháng là có một người đi tù, dài tháng có một người quan chức đi tù. Còn nữa, tin tôi đi, còn nhiều lắm nha. Dài dài luôn, một sự im lặng đáng sợ, để bảo kê nhau, để mà ngồi trên đầu nhân dân, ngồi xổm lên pháp luật luôn. Đó, cho nên hốt một lần á là một người không, toàn là đầu gấu chất bu không, chủ tịch bí thư không, đâu có gì ở đâu, đúng không quý vị? Mà những con người biết luật mà vẫn phạm luật, dân đen á mà phạm luật á thì nó là tại vì không biết luật, đúng không? Còn những loại được đào tạo ra mang cái máy là đảng viên, là chủ tịch, là bí thư, là những con người hét ra lửa ra khói, hô mưa gọi gió mà ngồi xổm lên luật, cấu xé tài sản quốc gia. Trời ơi, đi tù nó nhục, không có cái gì gọi rửa được. Bác chọn nó đúng không? Mất gan một bí này lộn gan lên đầu, bưng bít nhau thì có gì đâu. Thằng nhỏ thì kiếm thằng lớn ăn, vậy thôi, đi lừa người này thì cúng cho người kia. Đời mà quy luật rất là vậy thôi, để sinh tồn, để tồn tại. Cái trung ương á mà lôi ra thì là một nồi, vậy thôi. Có cái gì nhục hơn không? Có gì nhục hơn khi mà đi tù tội, cái tội mà coi như là ăn hối lộ, rồi cái tội cấu xé tài sản quốc gia.